Này một lô sam hương nha các bạn, cũng 8 cây nha các bạn. Mấy cây này nó là nó có củ với cây này nó có cái củ chứ. Đây một cây nè. Này hai cây nè, mấy cây này nó cỡ ngón tay mình trở lại thì nha, cỡ tay cái trở lại. Hai cây. Ba cây. Cây này nhỏ mốt uống được nè, cây này đẹp à. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Tám cây này mình bán 250.000 bao ship nha bạn, gửi luôn cái chậu luôn, để nguyên xi về gửi luôn, gửi luôn cái xe. 8 cây 250.000 bao ship, nói chung chỗ nào gửi được là mình sẽ gửi nha bạn, còn có một số chỗ mà chưa gửi được thì mình chưa có liên lạc được các bạn, cái chỗ nào gửi được mình mới gửi, còn chỗ nào chừng nào gửi được là mình sẽ nhắn tin các bạn. Tại bây giờ hệ thống nó chưa có hoàn thiện hết, có chỗ gửi được, có chỗ gửi không các bạn. Hàng hóa nó cũng đi hơi chậm tí xíu. 8 cây 250.000 bao ship nha bạn. Cái cây này nhỏ mini thì nha bạn, đừng tưởng bự nha bạn. Nhiều khi chơi coi trên TV thấy nó bự chứ thật sự nó cỡ ngón tay mình nè. Cỡ ngón tay cái trở lại không à. Cây này cỡ ngón tay út. Cây này cỡ ngón tay này. Cao khoảng gan đâu lại không, không tới gan. 8 cây 250.000 bao ship nha bạn.